sức sống mãnh liệt của cây bạch đàn. Đây là cách bẫy cây bạch đàn mô tàu DH3229 của Trung Quốc. Cây giống được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giống lâm nghiệp Dũng Ngân, địa chỉ tại Yên Thế, Bắc Giang nhé. Giữa một đống củi lửa như này, lửa vẫn còn đang cháy, khói nghi ngút này. Đấy, trời nắng chang chang 35-36 độ nhưng mà sức sống của cây vẫn rất mãnh liệt, đúng là quá tuyệt vời luôn này. Giữa một đống đổ nát, đống tro tàn này, nơi hạnh phúc tình yêu bắt đầu đây. Cây bạch đàn này quá đẹp, liên hệ mua cây giống ngay, bởi vì cây giống chất lượng quá đỉnh cao. Đẹp chưa? Giữa một chốn toàn tro bụi như này mà cây vẫn sống, vẫn đẹp, vẫn lên đều. Liên hệ mua cây giống 0379 379888 nhé. Công ty lâm nghiệp Dũng Ngân nhé.